Xin chào mọi người, mình là Chết Nguyễn. Hiện tại mình đang là giảng viên của Học viện AZ Korea Training, nhà sáng lập công ty thực phẩm Tiều Châu, GoFood, chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm về dry aged thực phẩm ủ khô. Khi bắt đầu chặng đường nghề bếp thì mẹ là người truyền cảm hứng cho Vũ nhiều nhất. Qua quá trình làm việc từ những nhà hàng khách sạn lớn trong nước thì mình càng muốn phát triển nhiều hơn về bản thân và muốn trau dồi nhiều kiến thức hơn. Thì Battle of the Chef ở trên thế giới thì nó đã có từ rất là lâu rồi. Thì năm nay nó quay trở lại tại Malaysia, nó được tổ chức tại đây và có 15 quốc gia tham dự cho lần này. Thì mỗi quốc gia nó sẽ có một team đại diện để thi đấu cho cuộc thi lần này, chủ đề là Penang. Rồi, năm nay thì mình cũng có một cái cơ duyên được chọn vào đội tuyển cùng với anh em đi thi đấu tại Malaysia vào cuộc thi Battle of the Chef. Mang đến cuộc thi lần này thì team của Vũ sẽ sử dụng cái nguồn nguyên liệu tươi mới của Penang, Malaysia. Thì mình kết hợp với những cái technique và cái phương pháp chế biến hiện đại của châu Âu để làm ra những cái món ăn đặc sắc và nâng tầm giá trị của món ăn hơn. Vũ đều tự tin vào cả hai phần thi, team và cá nhân, vì các anh em trong đội ai cũng đã từng thi đấu và trải qua những cái cuộc thi đấu từ Việt Nam cho tới quốc tế. Thì các thế mạnh của anh em trong team thì mình không phải nói nữa rồi. Còn về Vũ thì mình cũng đã trải qua rất là nhiều cuộc thi trong nước và tại Malaysia năm 2019. Thì qua đó thì mình cũng có những cái kinh nghiệm đúc kết về những cái phần thi và chỉnh chu hơn để làm ra những cái món ăn tốt hơn. Mang đến cuộc thi lần này, mình sử dụng vịt dry aged kết hợp với nguyên liệu và cái cách chế biến của Tây Ban Nha để mình tạo ra một cái món ăn nó hài hòa và đặc sắc nhất. Mình cũng sẽ build một cái team nhỏ hơn để mình huấn luyện và đào tạo để nối gót những cái cuộc thi mà mình đã đi và truyền lửa những cái kinh nghiệm đó cho các bạn trẻ hơn. Việt Nam nói là làm, Vũ sẽ quyết tâm giành chiến thắng để làm rạng danh nước nhà trên đấu trường ẩm thực quốc tế.